Nè nè nè, ba tin trổ tài làm gà chiên Mirinda cho ba ăn. Hôm nay có cánh gà cho nên đưa ba tin trổ tài nấu ăn. Tập này ba tin làm bếp chính, Thanh Tiger chỉ đi theo để làm sai vặt thôi. Sai vặt Thanh Tiger đem cánh gà ra cho bếp chính ba tin. Bếp chính này chưa có nhiều kinh nghiệm nên để dầu bắn tùm lum rồi chạy mất tiêu. Chiến này tàn đời bếp chính rồi, chiên tới đâu dầu bắn tới đó. Cùng lúc đó thì sai vặt Thanh Tiger làm nước sốt cho bếp chính, để bếp chính làm luôn thì tội nghiệp. Cánh gà sắp chín thì bếp chính bỏ trốn vì dầu bắn và đã bị bắt lại kịp thời. Gà chiên giòn thì gấp ra, bếp chính quay sang bầm tỏi. Tận dụng dầu chiên gà lúc nãy, bếp chính phi tỏi vàng thơm rồi cho nước sốt vào. Nước sốt bắt đầu sôi ùng ục rồi thì bếp chính ba tin bắt đầu cho những cánh gà xinh đẹp vào. Hôm nay bếp chính ba tin sử dụng Mirinda soda kem để chiên gà nha mọi người. Sai vặt Thanh Tiger không có thích mùi Mirinda soda kem cho lắm. Chúng ta có thể thay thế bằng các loại nước ngọt khác vẫn được. Rồi sau khi nước sốt Mirinda kẹo lại rồi thì mình gấp ra. Đây là người đàn ông mà đọc không sót một cái bình luận nào trên kênh của tôi đó. Mấy người bình luận cái gì là ba tôi đọc được hết đó nha. Ngon không à? Quá ngon.